Chào em, chị tên là Quỳnh, năm nay 23 tuổi. Thì hiện tại bây giờ chị đang có một công ty về quần áo thời trang, chuyên hàng thiết kế và một cửa hàng. Nó có hai cái cửa hàng về chuyên hàng thời trang Quảng Châu. Chị thì thấy nó cực kỳ quan trọng, vô cùng quan trọng luôn, bởi vì hiện tại chị đang làm thời trang được 4 năm rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian 4 năm đấy thì chị hoàn toàn kinh doanh ở trên thương hiệu cá nhân của mình. Và thật sự là trước đây thì chị không thấy là nó quan trọng quá, nhưng mà đến bây giờ thì thực sự mình cần xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thật sự chuyên nghiệp, và nó phải giúp cho mình cái thương hiệu cá nhân đấy, để cho người ta nhìn vào, người ta cảm thấy một sự uy tín nhất định, để mình có thể phát triển được nhiều hơn trong công việc của mình. Cái buổi ngày hôm nay thì thực sự chị cảm thấy nó rất là ý nghĩa, và đối với cái sự gọi là hoành tráng cũng như là rất là tỉ mỉ, tinh tế ở cái buổi hôm nay thì chị cũng học được rất là nhiều thứ. Như cái mà chị Thúy chị chia sẻ là mình sẽ chọn ra, tìm ra những cái người mà mình thực sự yêu thích và mình follow họ, và mình phải viết ra được những cái gì, cái con người mình mong muốn mình trở thành, để mình có thể rèn luyện mình để trở thành một con người tốt nhất. Tất nhiên là nó sẽ không giống như ai cả, nhưng mà mình sẽ trở thành một cái con người tốt nhất, phiên bản tốt nhất của bản thân mình. Công việc kinh doanh của chị từ trước đến giờ thì nó toàn từ cái thương hiệu cá nhân của chị, và chắc chắn rằng là cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó sẽ là một cái việc mà chắc chắn là mọi người ai chưa làm thì cũng sẽ phải làm thôi, và mình đang làm rồi thì mình sẽ phải làm cho nó tốt lên. Và bây giờ mình sẽ hướng đến một cái thương hiệu cá nhân thật sự là chuyên nghiệp hơn, và mình sẽ cố gắng là hôm nay thì được biết 15 bước của chị Thúy rồi, thì mình sẽ cố gắng là làm từng bước một, và không biết là có đến được đến bước 15 không, nhưng mà sẽ cố gắng hết sức để có thể làm tốt nhất có thể.